Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì như các bạn đã biết thì Apple đã tung ra thêm một bản cập nhật nữa, đó chính là iOS 13 Developer Beta 5. Và nói chung là cập nhật khoảng vào bữa thứ 3, nhớ không nhầm thì ở bữa thứ 3. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình mới có thời gian để làm video này cho các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem trên cái phiên bản iOS 13 Developer Beta 5 này nó có những cái điểm gì đặc biệt. Và thêm một thông tin nữa dành cho các bạn là ngay sau khi tung ra cái phiên bản Beta 5 này thì Apple cũng đã khóa sai luôn cả cái phiên bản iOS 12.3.1. Điều này đồng nghĩa với việc là khi mà các bạn lên iOS 12.4 rồi thì các bạn sẽ không thể nào chúng ta hạ cấp xuống được nữa. Cho nên là các bạn sẽ cần phải cân nhắc khi lên cái phiên bản cập nhật này nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với những cái điểm thay đổi mới ở trên iOS 13 Developer Beta 5. Đầu tiên đó chính là cái phần volume hop thì Apple họ đã thu nhỏ lại, và như các bạn có thể thấy ở trên cái phiên bản Beta 5 nó sẽ nhỏ hơn trên những cái phiên bản còn lại đây. Và họ thu nhỏ lại thì đồng nghĩa với việc là cái volume hop này các bạn nhìn nó sẽ dễ chịu hơn và nó không có chiếm quá nhiều cái phần diện tích ở trên cái màn hình điện thoại của các bạn. Tiếp theo đó chính là những cái Animoji. Và Animoji thì cũng đã được Apple họ cập nhật rất là nhiều những cái điểm mới rồi. Và ở trên cái phiên bản mới nhất này thì họ có thêm một thứ nữa, đó chính là những cái kiểu tóc các bạn có thể thay đổi khác nhau. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem nha. Ở phần kiểu tóc, ở phần bên dưới các bạn sẽ có thêm những cái kiểu tóc, ví dụ như là màu gà nè, đây, đó. Ở dưới đây, màu gà và thêm một số những cái kiểu tóc mới và đầu đinh, đầu hói rất là nhiều, và để cho các bạn có thể tạo ra nhiều cái Animoji mới hơn. Và thêm một điểm nữa ở trên cái phiên bản cập nhật lần này, đó chính là đối với những cái chiếc iPhone có màn hình bo góc, ví dụ như là iPhone XS Max, iPhone XR hay là từ thời iPhone X chẳng hạn, khi mà các bạn chụp một cái ảnh màn hình thì nó cũng sẽ bo góc theo luôn. Mình sẽ chụp thử cho các bạn xem nha. Rồi, đây, và các bạn có thể thấy những cái góc ở phía bên trên như thế này nó sẽ được bo lại. Và ở đây là màn hình chính cho nên nó sẽ không có thể hiện rõ. Mình sẽ vào một cái ứng dụng bất kỳ, ví dụ như là phần tin nhắn chẳng hạn, mình sẽ chụp lại. Rồi đây, các bạn có thể thấy phần tin nhắn thì tất cả những cái góc nó sẽ được bo lại và nó sẽ thể hiện rõ hơn ở những cái ứng dụng khác ở bên thứ ba. Thì đây mình nghĩ một điều cũng tương đối là hay, tại vì khi mà các bạn xem ở trên những cái thiết bị cùng dòng với nó, cùng có cái độ bo góc ở trên màn hình, thì các bạn sẽ xem một cách nó dễ dàng hơn và không có bị mất cái phần pin hoặc là không có bị mất cái phần giờ ở trên những cái phiên bản khác. Rồi, ok, và chúng ta sẽ cùng đi đến với cái điểm thay đổi tiếp theo, đó chính là thêm được một cái mục ưa thích. Ví dụ như khi mà các bạn truy cập vào cái ảnh như thế này và các bạn share cái ảnh này đối với những người khác, nó sẽ tách riêng ra một cái phần ở trên, đó là những cái nào mà các bạn thường xuyên dùng thì nó sẽ được thêm ở phía bên trên như thế này, bằng cách các bạn sẽ vào phần Edit Action ở bên dưới, có một cái mục ưa thích và bạn sẽ chọn đó, và chúng ta sẽ thêm vào đây và mình sẽ chọn lại xong. Thì ở cái phần bên trên nó sẽ thêm được nguyên một cái tab, và tất cả những cái tab này là những cái tác vụ mà các bạn hay dùng khi mà chúng ta chia sẻ ảnh với người khác chẳng hạn. Rồi, và đi đến với thay đổi thứ 5, đó chính là cái phần phím tắt về phần trợ năng. Mình sẽ truy cập vào phần trợ năng, sẽ có thêm một điều nữa rất là đặc biệt dành cho các bạn ở trên chiếc iPhone 6s Plus, mình cũng sẽ truy cập vào luôn. Và các bạn có thể thấy ở bên cái chiếc iPhone 6s Plus của mình cũng sẽ truy cập vào, nó sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là phần giao diện tối. Thì khi mà các bạn bấm nút sườn trong vòng 3 lần thì đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ kích hoạt được cái chế độ Dark Mode ở trên cái chiếc iPhone. Mình sẽ thử 3 lần nha. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang Dark Mode, và những cái phiên bản khác thì sẽ không có cái tính năng này. Mặc dù phím tắt trợ năng thì nó đã được dùng rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang nền sáng. Đó, ba cái sẽ chuyển lại sang giao diện sáng. Rồi, thay đổi thứ 6 đó chính là khi mà các bạn chuyển giữa cái giao diện tối và giao diện hình nền sáng thì nó cũng sẽ có một cái animation, nó cũng có một cái hiệu ứng chuyển để cho dùng, nói chung là nó cũng sẽ thích thú hơn rất là nhiều. Đây, mình sẽ vào phần màn hình và độ sáng. Bây giờ các bạn sẽ thử để ý nha. Đây, 3, 2, 1 và mình cùng chuyển. Ở bên chiếc iPhone 6s Plus của mình nó sẽ chuyển ngay lập tức, còn trên chiếc iPhone XS Max thì nó sẽ có một cái hiệu ứng chuyển nhẹ nhẹ qua. Và xong, chúng ta sẽ cùng đi đến với cái thay đổi thứ 7 ở phần sức khỏe.
Và ở phần sức khỏe, khi mà bạn truy cập vào thì lúc trước nó sẽ có một cái nút đó chính là tìm kiếm, còn ở trên cái phiên bản mới thì nó sẽ có một cái nút đó chính là duyệt. Ngoài ra thì những cái icon mà khi mà các bạn gọi là khi mà các bạn truy cập vào, nó cũng sẽ thay đổi đó, nó cũng sẽ thay đổi một tí, những cái màu nó khác nhau không có nhiều lắm. Tuy nhiên thì Apple nói chung là sẽ thay đổi về mặt giao diện. Ở phần nghe cũng vậy, ở phần nghe thì cái phần hình nền cũng sẽ được thay đổi và thêm một vài những cái nốt để các bạn biết về cái phần đó họ sẽ chú thích về cái việc gì. Thay đổi tiếp theo đó chính là cái phần quay màn hình mới, và bây giờ mình cũng sẽ cùng truy cập vào để cho các bạn nhìn một cách rõ ràng nhất nha. Và 3, 2, 1 mình sẽ bấm vào, và các bạn có thể thấy thì ở trên cái phiên bản Beta 5 nó sẽ có một cái nút record, sau đó mới lại hiện lại cái phần giờ. Còn ở trên những cái phiên bản khác thì nó sẽ hiện thẳng như thế này luôn. Thì đây sẽ là một cái thay đổi tiếp theo. Ok, và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đi đến với những cái thay đổi tiếp theo. Đó chính là khi mà các bạn cài những cái ứng dụng ở bên thứ ba vào. Thông thường ở những cái phiên bản trước thì bạn sẽ chỉ có thấy là cập nhật, cho phép về vị trí, tìm kiếm, thông báo là mới dữ liệu thôi. Tuy nhiên thì khi mà lên cái phiên bản này thì các bạn sẽ có được cái sự cấp phép một cách nhiều hơn. Và khi mà mình truy cập vào Facebook, các bạn có thể thấy một cái sự khác biệt rất rất là rõ rệt ở hai cái phiên bản này. Trên cái phiên bản cũ nó chỉ có một cái tab ngắn ngắn như thế này thôi, còn trên cái phiên bản mới các bạn có thể cấp phép được rất là nhiều thứ ở trên cái phiên bản này, ví dụ như Face ID. Mình chưa hiểu cái phần này là như thế nào tại vì chưa có bật được những cái tính năng ở trong cái mục này. Đó, các bạn có thể thấy những cái nào mà chúng ta đã on màu xanh lên rồi thì đồng nghĩa với việc các bạn đã được bật lên rồi. Còn những cái này thì mình chưa có bật được. Và mình hy vọng rằng trong những cái phiên bản cập nhật tiếp theo thì mình sẽ bật được và thử những cái tính năng ở trên cái cấp quyền truy cập vào ứng dụng như thế này nha. Ok, và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đi đến với những cái thay đổi mới về phần bàn phím. Ở phần bàn phím thì lúc trước các bạn sẽ có truy cập bàn phím một cách đầy đủ, có nghĩa là sử dụng cái bàn phím bên ngoài để điều khiển cái chiếc iPhone của bạn. Tuy nhiên thì lên cái phiên bản này thì nó lại bỏ đi mất cái phần này, và mình hiện tại thì không có một cái bàn phím Bluetooth để có thể thử cho bạn được. Và nếu như những bạn nào mà có bàn phím Bluetooth thì bạn có thể thử để thử xem là trên cái iPhone của chúng ta có còn sử dụng được bàn phím không nha. Ok, và chúng ta sẽ cùng đi đến với cái thay đổi cuối cùng là về phần shortcut. Ở lúc trước phần shortcut mình có giới thiệu cho các bạn, đó chính là Apple họ đã tách riêng ra một cái phần, đó chính là phần tự động hóa cho những cái thiết bị khác, hoặc là cho những cái thiết bị mà các bạn dùng nhà thông minh. Còn ở trên cái phiên bản này thì Apple lại bỏ đi cái phần này và quay về lại cái cũ, đó chính là chỉ có hai cái phím tắt thôi. Một là phím tắt của tôi, hai là bộ sưu tập, và hoàn toàn không có cái phần tự động hóa nữa. Ok, và như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những cái tính năng mới ở trên cái phiên bản Beta 5 rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua một tí về phần pin cũng như là về phần hiệu năng. Thì mình cập nhật cái phiên bản này khoảng hơn một ngày trước thôi, không có quá lâu. Và thực sự là nó đã cải thiện hơn về mặt pin. Thì mình sử dụng khoảng 7 giờ 40 phút tất cả những cái tác vụ mình đã dùng vào Facebook, YouTube, rồi là YouTube Studio. Và mình không có chơi game nhiều ở trên cái phiên bản này, cho nên là về pin, về mặt chơi game thì mình sẽ chưa có thể nào đánh giá kỹ càng cho các bạn được. Rồi, về phần hiệu năng thì mình cũng đã đo hiệu năng bằng GridBand 4. Và như các bạn có thể thấy, ở trên cái phiên bản này, khi mà mình đo bằng GridBand 4, nó chỉ có cái điểm đa nhân là 10.241, nó thấp hơn rất rất là nhiều so với cái phiên bản Beta 4 hoặc là so với những cái phiên bản Beta 3 hoặc những phiên bản cũ hơn. Tuy nhiên thì đối với cái chiếc iPhone XS Max thì khi mà mình sử dụng mình không có cảm thấy quá nhiều những cái điều khác biệt. Và thực sự thì nó đã ổn định hơn những cái phiên bản trước rất là nhiều. Và những cái lỗi về lỗi YouTube thì cũng đã được khắc phục một cách triệt để nhất. Về những cái lỗi ví dụ như là truy cập vào Face ID khi mà các bạn nhấm vào nhiều lần thì cũng đã được fix ở trên cái phiên bản cập nhật này rồi. Và mình cũng không quá quan tâm về cái việc GridBand 4 nó đo bao nhiêu điểm cả, tại vì mình dùng thì thực sự không thấy có quá nhiều cái điểm khác biệt ở trên cái phiên bản này so với những bản trước. Rồi, và nếu như các bạn cảm thấy video của mình hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu như các bạn nào mà chúng ta chưa biết cách cập nhật lên những cái phiên bản developer beta như thế này, hoặc là những cái phiên bản public beta, thì mình cũng đã làm những cái video đó ở trên kênh của Điện Thoại Vui rồi. Và các bạn hãy click vào những cái đường link ở phía bên trái như thế này hoặc là ở bên dưới để bạn có thể xem lại được những cái video đó nha. Rồi, bye bye.